Đấy. Bây giờ tối nay mình sẽ đi xuống hồ. Đây các bạn. Khoảng 100 năm là có nguyên các cái thành phố là Phu Vàng, họ sống ở dưới đây, là lúc đó là chưa cái hồ này. Sau đó cái nó bị lụt, nó bị có trận lụt dữ dội lắm, cái này 100 năm nó trùng nguyên cả thành phố ở dưới cái lòng hồ này luôn đó. Bây giờ nếu mặc đồ lạc cũng đó, bây giờ nó xuống dưới đáy hồ này mình thấy toàn bộ nguyên cả cái thành phố luôn đó, đã nằm ở dưới kia kìa đó. Tí nữa sẽ dẫn các bạn đi xem nhé. Đây.